Đây anh em ơi, nắm đấm level 5 này. Còn bên này trời ơi là trời, từ trên xuống dưới là full súng level 7, level 8 luôn anh em à. Ơ anh hai ơi, vừa mới hẹn ra được combo cái năng chùm hồi giáp bên xe bò Bangladesh luôn. À đâu? Cái gì chùm hồi giáp luôn hả? Đúng rồi đó anh hai ơi, trong dưới lắm, có khi cái địch bắn mình sao bắn máu luôn. Mình nhìn mặt bé Lâm giống như kiểu nó bốc phép mầm điêu hay sao anh em à. Dạ thiệt mà anh hai. Chính ra là server Bangladesh đó chính là server của anh Hùng Akiga đang chơi anh em ơi. Mà server đó là bé Lâm nó phát hiện ra là nó đang có một combo kỹ năng mà phải nói là siêu châu luôn anh em à. Chùm hồi giáp luôn ấy. À bây giờ là mình phải qua bên server Bangladesh cũng như là mình kiểm chứng thử để xem là cái địch bắn mình có bắt máu không nha anh em ơi. Đúng rồi đó anh hai ơi. Ok, để xem là combo kỹ năng đó là có những nhân vật gì nha. Rồi vô game đi. Hello, lại là mình Sima đẹp trai, có 102 đây. Lại là bé Lâm cho mình đây. Ok anh em ơi, trước khi mà tôi với lại là bé Lâm qua bên server của Bangladesh đó, thì tôi sẽ cho anh em xem là combo kỹ năng bé Lâm nó nói là chùm hồi giáp bên server Bangladesh đó thì có gì nha anh em ơi. Đây, chính xác là combo kỹ năng này anh em à. Đầu tiên là có con Kenta nha anh em ơi. Con này là khi mà anh em bật lên đó là sẽ được giảm sát thương khi mà anh em bắn trực diện với lại là đối thủ anh em ơi. Đúng rồi đó anh hai. Con này là kỹ năng chủ động nha. Và kỹ năng bị động là bao gồm có là Antonio nè anh em ơi. Con này là giúp là có một cái khiên này hình như là 40 máu sao anh em à. Tôi nhớ không nhầm là như vậy ấy. Và con thứ ba chính là Sunny nha anh em ơi. Sunny này khi mà bật kỹ năng chủ động lên đó là sẽ được một cái giáp anh em ơi. À cũng được đấy. Và cuối cùng chính là anh Riu nha. Trời ơi là trời, có anh Riu là tôi thấy là cảm thấy hơi trâu rồi đó anh em ơi. Quái chữa là sự luôn ấy. Cuối cùng chính là con bé gấu mèo gốc cơ nha anh em ơi. Con này là họ chiêu nhanh cho kỹ năng của Kenta này. Rồi bây giờ là tôi sẽ qua bên server của Bangladesh test nha anh em ơi. A few inches later. Buồn buồn cắn móng tay, cắn xong rồi lại liếm móng chân. Trời ơi gì vậy thầy? Ui vừa thấy cái radar nó quét nóng lạnh luôn anh em ơi, đông quái chưởng luôn ấy. Ui có người trước mặt nha Lâm ơi. À tới rồi. Sao mà đã được? Cái Lâm là nó cầm theo combo kỹ năng này châu á anh em, cho nên là không ngán một ai luôn anh em ơi. Chơi tới bến luôn ấy. Bây giờ là bé Lâm đã có một kill đầu tiên rồi nha. Tôi với lại bé Lâm sẽ xâm nhập. Đậu xanh vừa nó xâm nhập nó bắn mình nóc luôn anh em ơi. Được anh hai ơi. Ok cứu lại đi. Đấy hợp lý rồi anh em ơi. Tôi với lại bé Lâm hôm qua có một trận đấu mà bảo vệ cổng trời ở bên Bangladesh rồi anh em ơi. Hôm nay là tụi mình quyết định là nhảy cổng trời chơi tiếp luôn nha anh em ơi. Khô máu cổng trời luôn chứ còn gì nữa. Nhưng mà mục đích đó là chủ yếu test cho anh em xem là combo kỹ năng này anh em ơi. Ui văng chơi nè. Ui quái cái nồi. Bé Lâm vừa thấy địch anh em ơi. Ai dám chơi chạy kìa. Công lên chơi tới bến luôn Lâm ơi. Chạy đi đâu con sao. Ok tiếp tục là một kill nữa dành cho bé Lâm nha anh em ơi. Theo như mà mình thấy là combo kỹ năng này của bé Lâm nó dùng bên Bangladesh á thì dùng ở Việt Nam vẫn được anh em ơi. Ui quay đầu khủng long kìa anh hai ơi, ngược lẹ. Rồi xong rồi, lần này xác định là tôi cho khủng long xào bơ tỏi luôn anh em ơi. À đây rồi, bây giờ mình sẽ công hướng này nha. Ui khô máu luôn Lâm ơi. Đây nè, chỗ quá thì ngồi ngoài này luôn. Ê yếu rồi Lâm ơi, cố lên Lâm ơi. Khủng long nè nó cơ. Hay quá, còn lại một người ngay chân cục đá anh em ơi. Hình như là thanh niên trước mặt bé Lâm chính là đồng đội của thanh niên khủng long này sao anh em à. Gạt luôn chứ còn gì nữa. Rồi hợp lý rồi anh em ơi, thơm ngon thơm ngon. Ui có người. Quái nội có người đắp dù anh em ơi. Hình như là ở trên nóc nhà sao ấy. À đây rồi, ui bé Lâm có MB rồi anh em ơi. Có biến tới nữa rồi. Ê Lâm ơi, hình như là ở trên nóc nhà là có người nha Lâm ơi. Biết rồi anh hai ơi. Bây giờ là bé Lâm bắn ở trên nóc nhà đi. Mình sẽ đứng ở đây cũng như là mình sẽ ke anh em ơi. Ui hai người luôn kìa, đây nè, sao mà đã được. Ui đây rồi, nóc 1 anh em ơi. Hay quá anh hai ơi. Cố lên Lâm ơi, à, nó cứu rồi anh em à. Ui quái nồi, rồi xong. Thôi để mình cứu bé Lâm anh em ơi. Bắn tôi hả bạn, tới liền. Cố lên Lâm ơi, đừng có nóc nữa nha mày. Ui, mờ bé mưa đi rồi. Sao mà đã được chợ châu kìa. Ok, cuối cùng là bé Lâm cũng đã được một kill nó gọi anh em ơi. Ui trời ơi, là trời, bánh mì kẹp thịt tôi anh em ơi. Không sao đâu anh hai ơi, để em đi cứu anh hai cho. Đậu xanh, đậu đũa, đậu đen, đậu hà lan. Thật sự luôn anh em mà đang ngồi lụm đồ ở đâu. Hai đứa nó phóng lên nó bắn tôi đã không nổi luôn anh em ơi. Đây rồi, em thấy có người rồi. Sao mà đã được. Ok, nó mò rồi, hình như là nó bằng nữ anh em ơi. Còn lại là thanh niên, à dân chơi. Dân chơi nè trời. Ui bé Lâm còn một tí máu này nhưng mà mình nghĩ là nó không dám công lên đâu. À, nó đang bơm máu nè anh em ơi. Ok, ui nó bật kỹ năng này là bé Lâm có ném lựu đạn vô cũng không được anh em à. Ui gọi đi cứu luôn rồi kìa. Ui từ từ Lâm ơi, coi chừng nó cứu đồng đội nữa nha mày. À đây rồi. Ui khôn cực kỳ luôn anh em ơi. Công nhận hết anh em bên Bangladesh này, công nhận khôn thiệt anh hai. Ui hở keo nè. Xin dĩnh bẹt cổ. Ui bé Lâm được 6 kill rồi anh em ơi. Rồi bây giờ là bé Lâm cứu mình dậy là mình sẽ xuống lâm đầu lại nha anh em ơi. Coi thử trên nóc nhà có ai anh hai sẵn bắn luôn. Ok ha, theo như mà mình thấy là ở trên đây là không có người anh em ơi. Còn ba cái hòm xác này chứng tỏ là ở trên này là hết người rồi anh em à.
Trên món đồ còn lại 23 người, trừ anh em tụi tôi ra là còn lại 21 người. Bé Lâm tự tin là bao nhiêu phần trăm là lấy được top 1 trong trận này? Khoảng 1 tỷ phần trăm luôn. Theo như mà tôi đánh giá là combo kỹ năng này á, khi mà cái đợt bắn vô giáp của anh em á là coi như bắn tới tết luôn anh em ơi. Đúng rồi đó anh hai. Còn nếu như mà bắn vô đầu thì nói chung là vẫn lên đầu bình thường anh em à, tại vì là đầu nói chung là không có giáp anh em ơi. Ui, có người. Đây rồi, có hàng về sống liễu anh em ơi. Tính ra là combo kỹ năng này tôi lại 35 mà bật lên á là xác định gặp thanh niên nào bắn giáp là tới tết luôn anh em ơi. Cái này là chuyên khắc chế mấy thanh niên mà dùng súng ganh anh em à. Chạy xe nè. Chạy đi đâu con sâu nấp luôn. Hay quá Lâm ơi, gạt luôn chứ còn gì nữa. Rồi, bây giờ là bé Lâm là nó có xương xương 7 kill rồi anh em à. Trời ơi, là trận đấu này công nhận là đúng hủy diệt luôn anh em ơi. Ê Lâm ơi, có địch này. Em qua liền. Trời ơi, là trời băng nữ này công nhận là châu quả đạn anh em ơi. À đâu rồi. À, con cháu tô gồ hả mày, tiễn dông luôn. Ok rồi, bây giờ là còn lại một người nữa nha Lâm ơi. Hình như là người đó là ở trên nhà gỗ chạy xuống anh em à. À kì ghé. Rồi. Sao mà đỏ được nè. Ủa lên Lâm ơi, cái đuôi nó chạy hướng này anh em ơi. Rồi anh hai gượt theo liền. Trời ơi, chạy nhanh vậy. Ê, chặn đầu nó Lâm ơi. Cố lên Lâm ơi. À, chạy nè, trời ơi, Châu. Ui, chắc là mình nghỉ liễu ở đây, mới làm bắn cũng rất là nhiều luôn anh em à. Trời ơi, Châu với lắm rồi, anh hai ơi, bắn phụ đi. Thanh niên này lắm cũng nổi tôi go anh em ơi. Rồi, cuối cùng cũng nóc rồi nha. À, bé Lâm hình như nãy giờ tôi thấy là nó bắn ở đó cũng hơn 150 máu rồi đấy. Tôi thấy là tôi bắn đúng viên màu lấy 1 kill luôn anh em ơi. Nhanh gọn lẹ thật sự luôn. Ok, trên món đồ còn lại 17 người nha. Cái này còn ai không ta? Mình nghĩ là chỗ này là khả năng cao là hết người rồi anh em ơi. Tôi lại bé Lâm là vừa lia chỗ này rồi. Ok anh em ơi, nãy giờ anh em xem video á, đừng quên là cho anh em tụi mình một like này cũng như là một cái đăng ký kênh nha. Tụi mình là vừa truy nã một thanh niên, hình như là thanh niên này đang cái hướng mà doanh trại anh em ơi. Cho nên là tụi mình sẽ xuống cũng như là chơi khô máu súp bà soi nó luôn nha. Tới liền, trời ơi là trời, hình như nó đang giao tranh ở dưới anh em ơi. Ok, tới liền, để lấy kill. À, coi chừng là nó bắn như Lâm ơi, ở trên đồi này chạy xuống là nó bắn một cái là nồi cơm điện bay qua bên thế giới bên kia luôn ấy. Hình như là đang giao tranh mình bắn lén anh hai ơi. Ui, hồi kết 10 người kìa. Ha, chứ mặt kìa Lâm ơi. À, thấy rồi. Bắn đi Lâm ơi, chơi khô máu đi mày. Lựa anh hai em xuống luôn. Ngạc đi Lâm ơi, ê, còn một người nóc kìa. Đây nè, 1 kill. Rồi, lia luôn, trời ơi, là trời quản rồi, tôi bắn cho nó là khí thế quả trưởng luôn ấy. Ok, ngon anh em ơi. Còn lại là 6 người cho bắn đồ này. Hồi nãy bắn đúng một viên hai mấy đâm được một người luôn đó anh hai. Quái đạn gì, thanh niên Lâm chùm kết luôn anh em ơi. Tôi bắn cho nó là quá trời luôn ấy. Bé Lâm vừa chi nã một người ở bên khu vực mà Thái Đồng Hồ anh em ơi. Tới liền. Cho nên là bây giờ là anh em tụi mình sẽ qua cũng như là chơi tới bến luôn nha. Ui, tính ra là tụi mình mà mang combo kỹ năng châu bò này trà rượu là chờ đi tới đâu là không ngán một ai luôn ấy. Thì anh em có thể là mang combo kỹ năng này vô chơi bất kỳ chế độ luôn nha. Tôi thấy là anh em chơi chế độ mà độc lăng chiến này hay là tử chiến hay là sinh tồn đều được luôn anh em à. Do là combo kỹ năng này mình thấy là nói chung nó quá châu rồi anh em ơi. Ok, thấy ai chưa Lâm ơi? Gần đây nè anh hai, anh đang kiếm. Ok, bây giờ mình sẽ chạy qua bên hướng mấy Lâm nha. Ui, đang bắn em. Cố lên Lâm ơi. Nóc luôn. Thì nóc hai rồi. Nóc một còn hai rồi, chứ còn hai người gì á. À, tầm này là có một tem anh em ơi. Rồi xong rồi, tôi sẽ qua cũng như là bắn tiếp với Lâm nha. Phụ em anh hai ơi. Ê Lâm ơi, có chuyện nóc như mày. Nóc là tôi không có cứu được anh em à. Ok, rồi, bây giờ là tôi đã gần với Lâm rồi anh em ơi. Ok, bây giờ anh với em là lên chơi khô máu luôn Lâm ơi. Ok luôn hai. Hình như là hai thanh niên mà bé Lâm vừa bắn anh em là đã nóc một cũng như là còn một người nó cứu rồi anh em ơi. À, đây rồi, bắn đi Lâm ơi. Đây nè, cứu nè trời. Cháu là cho cháu vậy. Cố lên Lâm ơi. Chạy nè, chạy đi đâu con sâu. Ui, còn lại một thanh niên ở trên tầng 2 anh em ơi. Ok, thanh niên này là mặc bộ đồ A-Lock anh em à. Rồi, xong rồi cố lên Lâm ơi. Tầm này mà thanh niên này mày nhảy xuống là gặp bé Lâm mày thôi tàn hình luôn ấy. Còn nhảy bên hướng tôi là xác định gặp tôi là thôi tiễn dông anh em à. Nhảy xuống đi. Ok đúng rồi. Bây giờ là mình sẽ bắn chân yếu anh em ơi để bé Lâm công lên. Ui, thanh niên Lâm làm gì không công lên vậy? Em đang chở khoai lên nhà heo anh hai ơi. Ha, nó chạy bên hướng em á nha Lâm ơi. Nhảy xuống nè trời. Cố lên Lâm ơi, cố lên. Ui, thanh niên này nãy giờ tôi thấy là tôi bắn rất là nhiều mà nó trâu quá anh em ơi. Công nhận em với anh hai đã trâu rồi, mấy thanh niên này còn trâu nữa. Cố lên Lâm ơi, hình như là nó chạy bên hướng em á. À đi rồi. Ui, nó lại qua bên hướng mấy Lâm nè anh em ơi. Chở thanh niên này nhanh với ta. Cố lên Lâm ơi. Đây rồi, một kêu nữa. Ok, rồi bây giờ là trên bến đồ còn lại 4 người. Còn lại là một tem 2 anh em ơi. Help me New Year, cứu anh Lâm ơi. Ok, hai đây nè, yếu rồi đó anh hai ơi. Trời ơi, là trời mình quấn bông keo tròn mà hai đứa nói được bông keo của mình. Nãy giờ là tao nói tàn hình luôn anh em ơi. Không sao đâu anh hai ơi, để em. Ok, cố lên. À, đây rồi, bé Lâm lên tới rồi anh em ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ ra chơi khô máu luôn nha. Đây nè. Cố lên Lâm ơi, nóc ai chưa Lâm ơi. Đây rồi, trời quá trời châu luôn rồi anh hai ơi.
Đây rồi, nóng một rồi Lâm ơi, còn một người nữa đây. Sao mà đã được Sonia hả? Top 1 luôn. Ok anh em ơi, cuối cùng là anh em tụi mình cũng đã top 1 rồi nha. Anh em có thể là test combo kỹ năng này vô game cũng như là test liền luôn nha. Và đừng quên là để lại cho anh em tụi mình một like này cũng như là một cái đăng ký kênh. Bây giờ là anh em tụi mình sẽ dừng video đây nha. Bye bye, bye.